Xin chào các bác quay lại với trang trại của em. Thì trong chăn nuôi á, thì nó có rất nhiều kiểu loại chọn giống và lai giống. Với cái con lợn rừng này á, thì như hôm trước em đã trình bày là có hai cái cách lai. Một là mình lai giữa con lợn là đen bản địa với con lợn rừng. Và thứ hai á, là cái cách lai là lấy con lợn rừng Việt Nam để lai với con lợn rừng Thái Lan á. Thì cái video hôm nay á, thì em xin nói về cái cách chọn cái con đực, gọi là đực rặc, đực F1, F2, F3, theo cái kiểu là mình lai giữa lợn rừng Việt Nam với lại lợn nhà nha bác nha. Còn về lợn Thái thì em không nói. Lợn Thái thì cái đó thì thực sự là em cũng chưa tìm hiểu cho nó kỹ lắm, cho nên em cũng không dám phát biểu liều. Với cái loại mà ta hay gọi là đực rặc á, thì tức là con đực mà người ta bẫy đực từ rừng về, nó có phẩm chất đẹp thì người ta để lại để thuần hóa nó, để cho nó gọi là phối giống với những các cái con lợn ép, con lợn cái ép, để cho nó ra thế hệ nó tốt hơn. Ưu điểm của nó là nhìn ngoại hình đẹp, gọi là bởi vì nó là gọi là 100% máu rừng mà, ngoại hình nó rất đẹp và chất lượng của nó thì cực kỳ tốt rồi. Nhưng mà nhược điểm của nó là khó thuần. Khi mà mình bắt được một con rặc nó con bằng cái con đang chạy đấy, bằng con đấy khoảng tầm 10 đến 12 cân, để mình về mình thuần được nó cũng cả là một vấn đề. Với các bác có kinh nghiệm thì em không biết nhá. Còn đối với em á, để thuần được con rặc là một lần phải học hỏi thêm đấy các bác ạ. Bởi vì không phải về thuần là nó chịu cùng cho luôn đâu. Thứ nhất nó không chịu ăn uống này, thứ hai nó không chịu được môi trường, nó sinh ra nhiều bệnh, và nhất là bệnh tiêu chảy. Bởi vì cái thức ăn này trong rừng nó khác mà, nó gọi là đào bới các loại rau củ lá nó ăn. Còn về nhà thì mình muốn cho nó ăn các cái thức ăn mà mình chế biến sẵn á, thì nó khác, nó sẽ thay đổi khẩu vị và nó không muốn ăn cho lắm. Về cái nhược điểm thứ hai, đó là nuôi nó rất lâu lớn và đẻ con ra nó không được sai lắm. Thường thường nó chỉ đẻ khoảng tầm 4 đến 5 con thôi, hiếm trường hợp đẻ 7, 8, 9 con lắm. Thứ ba là hắn cực kỳ hung dữ. Em thấy là có nhiều bác thuần được lợn rặc á, mà có thể gãi được nó thì em cũng thấy gọi là phục đấy. Về cái ngoại hình của nó thì còn phải nói rồi. Em sẽ tìm hình ảnh để em chèn vào con đực rặc là thế nào. Còn con nữa là con F1. Con F1 thì cái này thì mình không nên lấy để làm đời bố mẹ. Bởi vì á, cái phần trăm máu rừng của nó thấp quá, nó chỉ có 50% thôi. Bởi vì lai giữa lợn đen và lợn rặc á, nó được 50% của bố, 50% của mẹ mà. Cái loại này thì mình không nên nuôi, bởi vì á, cái đặc điểm của con lợn nhà nó còn quá là nhiều. Đến thế F2 á, thì mình lại lấy cái con rặc để lai với con F1 ra con F2 á. Loại này thì ngoại hình nó cũng được cải thiện khá nhiều rồi, nhưng mà cái tỷ lệ 75% máu rừng của con đực thì nó vẫn không được tốt cho lắm. Bởi vì cái đặc điểm của nó là lông của nó vẫn còn khá là mỏng, với là mềm, và cái chất lượng của nó cũng không được tốt cho lắm. Cho nên cái loại này cũng chưa nên nuôi để làm cái thế hệ đời bố mẹ. Đến con F3 thì lại lấy con rặc để lai với con F2, thì nó sẽ ra được 50% máu bố, 50% máu mẹ. Thì máu mẹ của nó là con cái thì đã được 75% rừng rồi, sẽ cộng thêm cái máu của bố nó là 50% nữa, thì mình là lấy chung mình cộng mình chia ra, thì nó sẽ được tỷ lệ phần trăm máu rừng của cái con F3. Thì cái thế hệ này thì tốt nhất là lấy làm cái và để làm đực. Khi mình nuôi cái thế hệ này á, nó vừa đảm bảo được độ tăng trưởng cao của con lợn, mà vừa để con lợn nó có ngoại hình đẹp, và gọi là cái chất lượng thịt của nó là cũng đã rất là tốt rồi. Khi mình đã nuôi cái con lợn này thì thực sự là con đực thì mình phải cần cái con đực đẹp một chút. Ví dụ như là từ đời F3 trở lên, hoặc là rặc, hoặc là lợn đực thuần, cũng gọi là tốt cả lợi đó. Rồi mình cái con cái của nó thì thực sự là không nên máu quá cao quá đâu các bác ạ. Chỉ tầm F2, F3 là đẹp rồi. Bởi vì sau này về mình còn lai với con đực đẹp nữa mà. Nếu mà ví dụ nó cùng thế hệ F thì không sao. Nhưng mà ví dụ nó tranh nhau, ví dụ như là các bác muốn chơi cái con đực đẹp, các bác chơi thế hệ F4 cơ, hoặc là chơi cái con thế hệ thuần cơ, thì lúc đó nó lai về, nó về nó lai, nó sẽ ra cái tỷ lệ máu nó quá cao, thì nó ảnh hưởng đến cái độ tăng trưởng. Mà ví dụ mà tính ra hiệu quả kinh tế với một cái con mà máu nó quá cao, một năm mình chỉ nuôi được khoảng tầm 15 kg. Có thể là mình bán được giá nó cao hơn đấy, nhưng mà nó không được cái số lượng bù lại được cái chất lượng của nó. Cho nên là cái thế hệ cái thì mình chỉ cần khoảng tầm F2 hoặc là F3 là tốt nhất rồi. Với các bác gọi là nuôi lâu thì các bác có kinh nghiệm rồi thì em cũng không rõ cái đó. Còn đối với người nhà em thì em mới gọi là tập tuệ làm đó được 3 năm nay thôi. Thì em chỉ cần các cái loại như là tầm F2, F3 về là khá là tốt rồi. Còn cái lợn này mình nuôi mình không nhốt hoàn toàn, thả rông, cho nên là cái chất lượng của cái con lai giữa lợn F2 và lợn F3 với nhau nó cũng khá là nạc rồi. Không phải là khá là nạc, nó cũng phải được khoảng tầm 80-90% là nạc rồi. Hôm trước thì em có làm một con, nhưng mà cái video là không được đăng lên YouTube, bởi vì nó ảnh hưởng đến cái chính sách cộng đồng. Bởi vì hôm đó em quay nó nhiều máu mè quá. Thì cái chất lượng thịt của cái con đó là giữa con đực nọc nhà em với lại cái con cái thì em đã thịt rồi. Con cái đấy là con F1 lái giữa cái con rừng rặc và cái con lợn nhà, tức là con 50%. Thì thực sự là cái thịt mỡ của nó vẫn được khoảng tầm tỷ lệ là 37, thì có 3% mỡ thôi, mặc dù là em nuôi nhốt hoàn toàn và nó hơi béo. Ví dụ như là lợn nhà em đa số ở đây là toàn loại tầm mẹ F3, và có một con là con cái lai Thái thì nó hơi xấu. Đây, đặc điểm của con lợn rừng F3 là chân cao, mõm dài, mặt hung dữ, tai nhỏ. Đẻ thì cũng khá là nhiều đấy các bác ạ. Em thấy là trong trang trại của em thì mỗi lứa đẻ là ít nhất là cũng phải được khoảng tầm 6 đến 11 con là nhiều nhất. Cái đẻ 12-13 con thì cái đấy thì em cũng không biết được. Nhưng mà cũng có trường hợp đó rồi. Và đa số là thường là nó đẻ tầm 6 đến 10 con. Thường thường nhất là tính tỷ lệ con này chia cho con kia là tầm 7 con. Cái loại này cũng cực kỳ dễ chăm sóc. Thì đến cái con F4 thì con này thì nó gọi là máu nó cao quá rồi, sát rừng quá rồi. Nó lại gần như là quay lại với cái con rừng rặc. Bởi vì nó chỉ còn khoảng tầm vài % cái máu lợn nhà thôi. Cái loại này thì cái nhược điểm của nó là cũng như con lợn rừng rặc về cái cách sinh sản của nó. Còn cái cách thuần của nó thì nó cũng đơn giản thôi, bởi vì nó cũng được ở với người một thời gian khá là dài rồi mà, chứ nó không phải là bắt từ rừng về. Còn đến đời thế hệ F5 thì thực sự là cái thế hệ này là không mấy khi người ta làm, bởi vì làm nó rất khó và nó rất tốn. Bởi vì cứ một lần lai như thế là mình phải lấy một con rặc riêng, F1 một con, F2 một con, F3 một con, F4 một con, đến F5 lại một con nữa. Nó cực kỳ tốn kém. Bởi vì bây giờ mua lợn rặc có phải đơn giản đâu các bác, có phải ít tiền đâu. Thường thì cái thế hệ F5 này người ta sẽ làm một cách đơn giản hơn, đó là tạo ra cái con lợn thuần, chứ người ta không lai theo kiểu F5 nhé các bác nha. trừ các bác lúc nào các bác rảnh quá các bác chơi thì có thể là được, với các bác có điều kiện đó. Thường thường thì người ta sẽ bắt một con cái giặc và một con đực giặc để người ta cho phối với nhau ra cái thế hệ đó là lợn đực thuần, nó gọi là 100% máu rừng. Và thuần nó dễ hơn bởi vì là cái thời gian nó được ở với người đó, nó cũng gọi là dài và nó quen với cái hoàn cảnh môi trường sống rồi. Nó khác cái con giặc là nó được tiếp xúc với các cái thức ăn của mình chế biến ra từ nhỏ. Thì cái loại này á, thì mình nếu mà ví dụ mình lấy về á, thì mình chỉ, em khuyên thật là chỉ nên nuôi để tạo ra thế lợn bố mẹ thôi. Ví dụ như là một con thuần này, hoặc là con F5 á, hoặc là cái con rạc á. Các bác về các bác cho nhảy với cái lợn ép này, xong rồi lấy cái con lai của nó để làm cái đời bố mẹ thì cực kỳ tốt luôn. Nó vừa đảm bảo được cái lượng gen rừng và nó vừa đảm bảo được cái độ tăng trưởng cao của con lợn. Thì đấy là về chia sẻ của em về các cái loại lợn theo kinh nghiệm của em. Còn bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Em xin chào các bác nha. Mọi thông tin liên hệ hãy liên hệ với em qua link Facebook em để ở phần mô tả.